Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Hôm nay thì mình và mọi người sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, đi tô màu một bức tranh có hình một nhân vật hoạt hình này nha mọi người ơi. Chúng ta cùng nhau bắt đầu tô màu thôi. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem biết phần promo này của mình nhé. Ok, nếu cảm thấy hay nhé thì là cho mình một like, xem và subscribe và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye, và các bạn phần tiếp theo. Đừng dựng chân ơi. Đúng không? Ừ. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hello, xin chào tất cả bạn đã đến với channel tô tranh trên kênh YouTube của mình. Hôm nay mình xin mình sẽ tô một bức tranh, đó chính là một chiếc cặp katak, và chúng ta cùng nhau đi vào trong cái video ngày hôm nay nhé. Tô mãi mà chưa được 10 cái. Cái katak này sẽ có cái cà tát là cái gì anh Long? Đây là cặp đấy, cặp để tài liệu. Ai rồi cũng phải có đôi cặp, đến cả đôi, đến cả đôi dép còn có cặp cho mình. Đến thời nhưng còn anh mới biết được từ cái cặp thân có này cái cặp cào. Mình còn không bằng đôi dép cơ. Giờ đứa nào đứa nấy ba lô ba liếc đủ kiểu. Làm gì có tiền đâu mà đối cặp đấy mà biết. Cái cặp đấy để dùng để đựng tiền chứ. Ngày xưa mua để dùng cái loại cặp như thế này. Anh dơ xem. À cái ảnh. À mà biết đâu. Và bức tranh thì vừa khẳng hạn
Đó là cái data. Hôm nay quyết không tôn được 40 cái không về. Anh ghi nhận câu nói này. Tôi quên đi. Đúng chứ, em thật là thông minh. Bây giờ mới là 3 giờ thôi, khoảng 4 giờ là bắt đầu nó sẽ... Em mệt lắm. Em hết sức rồi. Anh nói như đúng. Cho anh không chơi đi. Video tô màu và nhân vật hoạt hình này của mình đến đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Bye bye. Làm nuôi của mình thì làm đấy thôi.